thực hiện công điện số 156 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra, trong đó có việc đưa công dân Việt Nam từ Trung Quốc về nước. Công dân trở về qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai được kiểm tra y tế sơ bộ và đưa về khu vực cách ly tập trung 14 ngày để theo dõi theo quy định. Về cơ sở vật chất, tỉnh Lào Cai đã bố trí sắp xếp gần 400 giường bệnh tại các khu vực và có thể mở rộng lên đến hơn 2.300 giường. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai cũng giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng các phương án triển khai cụ thể cho từng tình huống để tiếp nhận, phân loại, theo dõi và phòng chống dịch bệnh đảm bảo nhanh chóng và hiệu quả.